Smartbox do VNPT Technology nghiên cứu và phát triển với các tính năng ưu việt, hứa hẹn tạo ra một không gian giáo dục giải trí thông minh gắn kết gia đình trên chính chiếc TV của bạn. Smartbox sẽ biến chiếc TV bình thường nhà bạn thành một chiếc Super Smart TV và mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, thuận tiện hơn với thao tác bằng chuột. Smartbox cũng mang đến khái niệm sử dụng bàn phím với con chuột để biến chiếc TV của bạn thành một chiếc máy tính, thay thế thiết bị đầu phát HD player, cùng hỗ trợ cổng âm thanh 5.1, thay thế đầu phát karaoke, bộ phát Wi-Fi và đầu thu kỹ thuật số để xem phim và truyền hình miễn phí. Smartbox với tính năng chia sẻ các file âm thanh, hình ảnh và video từ điện thoại lên màn hình TV, cả đều có trong thiết bị Smartbox màu trắng thanh lịch, nhỏ gọn bằng lòng bàn tay, tô điểm thêm cho không gian giải trí của gia đình bạn. VOD truyền hình theo yêu cầu. Smartbox giúp cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức hàng trăm ứng dụng được chọn lọc, hơn 10.000 bộ phim HD đủ các thể loại và liên tục được bổ sung mà không mất bất kỳ một khoản phí hay không cần phải download về. Không mất thêm một đầu đĩa hát karaoke, chỉ cần với thiết bị thông minh Smartbox đã cài đặt sẵn hơn 30.000 bài hát liên tục cập nhật sẽ mang lại không gian sum vầy cho gia đình bạn. Gần 100 kênh truyền hình đặc sắc và truyền hình xem lại trong vòng 7 ngày, giúp bạn có thể xem lại kênh truyền hình yêu thích bất kỳ lúc nào mà không bỏ lỡ hay phải đặt lịch. Smartbox giúp cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức hàng trăm ứng dụng được chọn lọc, cài đặt sẵn và liên tục được cập nhật trong kho ứng dụng. Ngay khi kết nối với Internet, VNPT Technology Smartbox giúp bạn có thể lướt web, đọc báo, kết nối mạng xã hội Facebook, Google+, Twitter, liên lạc chat qua Skype, Viber, Yahoo. Bạn còn có thể nhận, gửi email, đọc và chỉnh sửa văn bản ngay trên chiếc TV. Các chức năng soạn thảo văn bản, gửi email, lướt mạng xã hội được tích hợp đầy đủ và sử dụng thuận tiện như một chiếc máy tính để bàn trên chính chiếc TV nhà bạn. Chương trình sách giáo khoa và bài giảng điện tử từ lớp 1 đến lớp 5 của VNPT Education cùng với một loạt các ứng dụng giải trí thuần Việt mang tính ứng dụng cao như truyện tranh đọc, trò chơi IQ, đố toán vui, cùng bé học tiếng Anh, thi Olympic toán. Các trò chơi mô phỏng các game show truyền hình như Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Ai là triệu phú, Đường lên đỉnh Olympia chắc chắn sẽ không chỉ tạo được hứng khởi cho các bé vừa học vừa chơi mà còn khiến các vị phụ huynh vô cùng yên tâm khi cùng con cái sử dụng chiếc TV của mình. Người cao tuổi trong gia đình có thể đọc hàng chục tờ báo online với giao diện chữ to dễ đọc, không phải tìm kiếm và phải gõ địa chỉ truy nhập. Các nội dung tâm linh, Phật giáo, đời sống được lựa chọn để phù hợp cho ông bà có thể giải trí hàng ngày. Smartbox mang đến cho người dùng một thiết bị giải trí ưu việt với hệ điều hành Android có thể cài đặt và chơi game yêu thích trên TV. Smartbox thực sự là phương tiện giải trí gắn kết cả gia đình bạn. Các chương trình dạy nấu ăn, tư vấn làm đẹp, mẹo vặt cuộc sống, góc mẹ và bé với ứng dụng phong phú, đặc biệt hỗ trợ bằng video rất trực quan, chắc chắn sẽ cung cấp nhiều bí quyết chăm sóc gia đình cho chị em phụ nữ. VNPT Technology luôn nghiên cứu tìm kiếm các tính năng, tiện ích mới, tối giản các thao tác cho người dùng. Phần mềm hệ thống mới với các tính năng bổ sung sẽ được cập nhật, nâng cấp tự động. Bạn có thể yên tâm luôn luôn được sử dụng cũng như tiếp cận các tiện ích mới nhất, hiện đại nhất từ Smartbox của VNPT Technology. Smartbox sẽ trở thành một xu hướng lựa chọn công nghệ thông minh và là thiết bị giải trí truyền hình hiện đại không thể thiếu trong ngôi nhà của người dùng Việt. Smartbox chính là một sự lựa chọn thông minh với nội dung thuần Việt vô cùng phong phú, chất lượng và bảo hành ngay tại nhà máy của VNPT Technology. VNPT Smartbox, tận hưởng không gian giáo dục giải trí gia đình đích thực.